Nhã Kỳ giàu có cỡ nào, từ hoạt động xã hội và những mối quan hệ khủng, Lý Nhã Kỳ miệt mài làm giàu để có được cuộc sống thượng lưu đáng mơ ước như hiện tại. Trong showbiz Việt, top sao giàu thường thuộc về các sao hạng A, các nghệ sĩ có xuất thân giàu có. Hiếm hoi chỉ có Lý Nhã Kỳ không thuộc trường hợp nào mà tài sản và độ chịu chơi của cô ít ai bì kịp. Từng đóng phim, đóng quảng cáo, diễn kịch nhưng phần lớn hoạt động nghệ thuật của Lý Nhã Kỳ không tạo được ấn tượng mạnh trong lòng công chúng. Cô đào này gây chú ý nhiều hơn từ các hoạt động kinh doanh và xã hội của mình. Năm 2008, Lý Nhã Kỳ làm đại sứ của một hãng mỹ phẩm trong chương trình gây quỹ giúp đỡ phụ nữ trên toàn thế giới, đang chịu cảnh ngược đãi và bạo lực gia đình. Tháng 6 năm 2009, Lý Nhã Kỳ tiếp tục nhận lời mời làm đại sứ Operation Smile, một tổ chức phi chính phủ cung cấp dịch vụ y tế và phẫu thuật miễn phí cho trẻ dị tật hở môi, hàm ếch. Năm 2011, nữ diễn viên được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bổ nhiệm vai trò đại sứ du lịch của Việt Nam. Lúc này, danh tiếng của cô được khán giả cả nước biết đến rộng rãi. Chính nhờ hoạt động xã hội không mệt mỏi, Lý Nhã Kỳ dần có được những mối quan hệ đặc biệt với giới thượng lưu, chính khách. Mỗi mối quan hệ như vậy đều mang cho người đẹp những lợi ích to lớn. Người mẹ nuôi đầu tiên mà Lý Nhã Kỳ công bố năm 2009 là bà Alice Chiu, chủ tịch tập đoàn Hijab, đồng thời là chủ tịch quỹ từ thiện quốc tế. Không lâu sau đó, Lý Nhã Kỳ chính thức được bầu là phó chủ tịch quỹ này. Người mẹ nuôi thứ hai của cô là bà Madam Wong, chủ tịch tập đoàn Kim Cương Y, nổi tiếng Hồng Kông. Chính vì thế, Lý Nhã Kỳ nghiễm nhiên trở thành chủ nhãn hàng và gương mặt đại diện thương hiệu này tại Việt Nam. Lý Nhã Kỳ còn có hai người anh nuôi là tỷ phú Sophie Hu, vua ngọc của Trung Quốc, người sáng lập việc bảo tàng những tác phẩm nghệ thuật làm từ ngọc bích. Người thứ hai là ông Travis Simpson, một tỷ phú doanh nhân, chính trị gia nổi tiếng ở Philippines. Chưa kể, Lý Nhã Kỳ còn kết nghĩa chị em với bà trùm làng giải trí Hồng Kông Lạc Di Linh, lãnh đạo cao cấp và phụ trách quản lý hơn 700 nghệ sĩ của đài TVB. Những mối quan hệ nêu trên được cho là thân cận đặc biệt với Lý Nhã Kỳ, vì ngoài ra, cô còn sở hữu mối quan hệ với vô số nhân vật quyền lực khác thuộc nhiều lĩnh vực trên thế giới. Trong việc kinh doanh, Lý Nhã Kỳ được ưu ái gọi là doanh nhân kim cương. Ngoài ra, cô còn sở hữu cửa hàng thời trang tọa lạc trên đường Đồng Khởi, khu mua sắm thuộc hàng đắt đỏ nhất thành phố Hồ Chí Minh. Để xây dựng cho thương hiệu thời trang của mình, Lý Nhã Kỳ chưa bao giờ ngần ngại chi tiền tỷ cho váy áo và trang sức. Mỗi lần xuất hiện của cô đều thu hút nhiều sự chú ý, bất kể là sự kiện trong nước hay quốc tế. Không quá khi nói Lý Nhã Kỳ chơi hàng hiệu không có đối thủ trong showbiz Việt. Trái ngược với những bộ cánh xa xỉ thường mang, khi ở nhà hoặc đi làm từ thiện, Lý Nhã Kỳ toàn để mặt mộc. Cô được đánh giá là một trong những nghệ sĩ làm từ thiện chăm chỉ và hiệu quả nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, Lý Nhã Kỳ đã xóa nhòa những hình ảnh kém đẹp hay scandal cô từng mắc phải trong quá khứ. Ít khán giả nào còn nhớ Lý Nhã Kỳ từng bị gọi là cô nổ. Dư luận vẫn không ngừng đặt dấu chấm hỏi lên sự giàu có của cô. Tuy nhiên, Lý Nhã Kỳ rất ít khi phân bua giải thích. Cô âm thầm chứng minh sự giàu có qua cuộc sống xa hoa bậc nhất và những lần xuất hiện đẳng cấp. Trước đây, Lý Nhã Kỳ sở hữu một bạch dinh ở khu Phú Mỹ Hưng và một căn biệt thự ở quận 7. Thời điểm hiện tại, chốn đi về của cô là căn biệt thự tọa lạc tại khu dân cư Thảo Điền, quận 2. Ngôi nhà này bề thế không kém gì lâu đài, bên trong được dát vàng chạm trổ tinh xảo đến từng ly cùng nội thất sang trọng và cầu kỳ. Lý Nhã Kỳ từng khẳng định toàn bộ số kim cương cùng 10 thương hiệu kiệt tác có mặt tại Việt Nam là của cô. Chính vì giác kim cương đầy người như vậy, cô mới được gọi là doanh nhân kim cương. Kinh doanh kim cương chán chê, cụ đại sứ du lịch mở cửa hàng thời trang cao cấp ngay tại khu mua sắm đắt đỏ nhất thành phố. Mỗi năm, Lý Nhã Kỳ lại tổ chức show thời trang bạc tỷ cho thương hiệu của mình, đồng thời không ngừng nâng tầm show diễn lên đẳng cấp quốc tế. Còn đây là siêu xe Rolls Royce, dòng gót trị giá khoảng hơn 40 tỷ đồng mà nữ doanh nhân thường sử dụng khi đi sự kiện. Nói về đồ chịu chơi, làng giải trí ít ai qua nổi Lý Nhã Kỳ. Đầu năm 2012, cô chi hơn 10 tỷ sắm bộ trang sức có 102 mang tên Vườn Hồng, được chế tác từ kim cương và vàng qua đôi tay của một nghệ nhân người Ý. Một bộ trang sức kim cương hình trắng bên trái và hình rồng bên phải có giá trị khoảng trên dưới 10 tỷ đồng một bộ. Bộ trang sức này tuy không được tiết lộ giá cả, song những người sành chơi kim cương cho rằng giá cũng sắp xỉ 10 tỷ đồng. Trong chuyến đi liên hoan phim Cannes đầu năm 2013,
Lý Nhã Kỳ đặt riêng chiếc váy thiết kế của Chanel trị giá 100.000 đô, hơn 2 tỷ đồng. Đeo cùng bộ dây chuyền và hoa tai kim cương Paolo Piovan 12 tỷ đồng. Đồng hồ hiệu Piaget trị giá 300.000 đô, gần 7 tỷ đồng, cùng đôi khuyên tai kim cương tuyệt đẹp. Trong đêm hội chân dài lần thứ 6, Lý Nhã Kỳ tuy bị chê mặt thiếu tinh tế, nhưng vẫn gây xôn xao với cây hàng hiệu 12 tỷ, gồm váy dạ hội đính đá quý, nhẫn kim cương Crivelli, đồng hồ kim cương và túi xách đính vàng 18K. Trong buổi ra mắt thương hiệu thời trang riêng, Lý Nhã Kỳ mang hoa tai trị giá 35.000 đô, khoảng 800 triệu đồng và chiếc nhẫn Paolo Piovan có giá 50.000 đô, hơn 1 tỷ đồng. Cây hàng hiệu Alexander McQueen trị giá 800 triệu này đánh dấu lần đầu tiên Lý Nhã Kỳ gây chú ý với độ chịu chi của mình. Mỹ Tâm nhận lỗi về việc không xin phép bản quyền lời Việt của Anh Thì Không. Nữ ca sĩ Mỹ Tâm cho biết đã xin lỗi tác giả và sẽ viết lại phần lời mới của ca khúc này để tiếp tục chia sẻ MV đến người hâm mộ. Mới đây, Mỹ Tâm vừa đăng tải một đoạn clip lên trang cá nhân nhằm nói về scandal liên quan đến bản quyền phần lời Việt của ca khúc Anh Thì Không do nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng viết. Trước đó, nhạc sĩ bày tỏ sự bức xúc trên một trang tin khi Mỹ Tâm thể hiện Anh Thì Không nhưng không xin phép cũng như ghi chú tên tác giả, khiến Mỹ Tâm phải tạm khóa MV này trên kênh YouTube của mình nhằm giải quyết vấn đề. Mỹ Tâm nhận lỗi về lùm xùm tác quyền Anh Thì Không. Qua đoạn clip, Mỹ Tâm cho biết mình hoàn toàn có lỗi về vấn đề này khi không tìm hiểu rõ và xin phép tác giả Vũ Xuân Hùng khi thực hiện ca khúc Anh Thì Không. Tâm sai vì quá vô tư trong việc sử dụng ca khúc, do từ nhỏ đã nghe ca khúc này và nghĩ nó xưa quá rồi nên cứ làm mà không để ý về tác quyền. Thường thì các ca khúc này Tâm sẽ đóng tiền trên cục tác quyền, nhưng việc post trên YouTube lại cứ nghĩ chắc là nhạc ngoại lời Việt thì sẽ không sao. Và với một ca khúc xưa như thế này nữa, những điều này chính Tâm là người đã sai hoàn toàn. Mỹ Tâm chia sẻ trong đoạn clip, cô cũng cho biết mình đã chủ động hẹn gặp nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng cách đây 2 ngày, nhưng do phía nhạc sĩ bận vào phút chót nên cả hai đành lỡ hẹn. Về vấn đề bản quyền phần lời Việt ca khúc Búp Bê Không Tình Yêu mà cô thực hiện cách đây 15 năm, nữ ca sĩ Mỹ Tâm chia sẻ rằng việc này do nhạc sĩ Lê Quang và quản lý cũ của cô là Trần Huân xử lý nên cô không hề biết về lùm xùm bản quyền. Nữ ca sĩ cũng hy vọng nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng và gia đình không giận vì mình hoàn toàn không biết gì về điều này. Về MV Anh Thì Không bị khóa trong thời gian qua, Mỹ Tâm cho biết đã nhờ nhạc sĩ Châu Đăng Khoa viết lại phần lời Việt mới, cũng như xin phép tác quyền phần nhạc từ nhạc sĩ nước ngoài để tiếp tục sử dụng ca khúc này. Còn về phần tác quyền lời Việt của nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng, cô sẽ gửi đầy đủ chi phí lên cục tác quyền để chuyển đến nhạc sĩ. Làm vợ Trấn Thành, Harry Won ngày càng sexy, nghẹt thở đến mức này. Harry Won lâu nay vẫn trung thành với phong cách áo phông, quần jean và giày sneaker trẻ trung năng động. Tuy nhiên, kể từ lúc yêu và cưới Trấn Thành, Harry thay đổi phong cách khi thường xuyên xuất hiện với trang phục nữ tính và sexy. Chiếc váy được thiết kế với chất liệu voan lụa mềm mại, kết hợp màu đỏ tươi tắn, giúp Harry Won trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn trong sự kiện ra mắt phim 49 ngày 2 hôm 15 tháng 2 vừa qua. Từ sau khi yêu và kết hôn với Trấn Thành, phong cách thời trang của Harry Won ngày càng có sự thay đổi tích cực, trở nên tươi tắn và trẻ trung hơn. Cách đây không lâu trong một sự kiện, Harry Won cũng khiến mọi người nhìn không rời mắt bởi chiếc váy xanh nhạt kiểu công chúa Elsa, nửa kính nửa hở rất gợi cảm. Trên sân khấu, vợ mới cưới của MC Trấn Thành cũng bắt đầu gợi cảm hơn trước. Harry ngày càng hướng đến phong cách nữ tính gợi cảm và sexy. Đề nghị đình chỉ cơ sở mầm non có hiệu trưởng dọa ném trẻ ra ngoài cửa sổ. Tối 16 tháng 2, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh ghi lại cảnh giáo viên mầm non có hành động bồng trẻ lên cao ngang đầu, dọa ném ra cửa sổ để dạy dỗ khiến dư luận bất bình.
Kèm theo đó là đoạn nội dung: trường nào vậy mọi người, thành phố Hồ Chí Minh à, có ai nhận ra không, một phương pháp sư phạm mới. Cô đang giỡn với cháu phải không, chứ không phải cháu không chịu ăn cô Hồ dốc ngược cháu ra cửa sổ phải không, có con rồi mỗi lần coi dạng này đau tim quá. Theo như nhiều người bình luận, vụ việc xảy ra tại trường mầm non Apollo ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Trong chiều 17 tháng 2, phóng viên đã liên hệ với ông Võ Hàng Lam, đại diện cơ sở mầm non Apollo. Ông Lam xác nhận sự việc xảy ra tại chung cư 1050, đường Phan Chu Trinh, quận Bình Thạnh. Theo đó, bé bị cô giáo đưa lên cao, dốc ngược người, hù dọa ném cửa sổ. Tên là Anh, 22 tháng tuổi, tên thường gọi là Mon, con của chị Linh, 30 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh. Người thực hiện hành vi đó là cô Lan, hiệu trưởng 41 tuổi. Giáo viên này đã có hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành mầm non. Cô Lan cho biết cô chỉ đùa giỡn chứ không có ý gì khác. Hiện cô Lan đang rất hối hận về hành vi của mình. Tạm thời chúng tôi đã đình chỉ công việc đối với giáo viên này, ông Lam nói. Trong chiều cùng ngày, anh Trình, bác ruột của bé Anh, cũng đã đến làm việc với cơ sở mầm non Apollo. Anh Trình bày tỏ, khi xem xong clip mà em gái đưa thì anh rất bức xúc. Bởi bé mới 22 tháng tuổi mà bị dốc ngược, dọa ném cửa sổ để dạy dỗ như thế. Lỡ may cô Lan trượt tay cháu tôi rơi xuống thì hậu quả sẽ như thế nào, anh Trình bức xúc nói. Bà Phạm Thị Loan, Phó phòng giáo dục quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, vào chiều 15 tháng 2, cô Lan có hành động bế trẻ lên cao ngang đầu dọa ném ra cửa sổ để dạy dỗ. Hình ảnh này đã bị camera lớp học ghi lại. Một phụ huynh khi xem đã phát tán lên mạng xã hội, khiến nhiều phụ huynh khác bất bình. Chúng tôi đã ngay lập tức xác minh sự việc trên là đúng và đề nghị địa phương có quyết định đình chỉ hoạt động cơ sở mầm non ngay trong tuần này.